Thưa quý vị, một thông tin nóng mà chúng tôi chưa cập nhật được, Thượng tá Quỳnh Tấn Mười, Phó trưởng Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt triệu quân sự tên sát nhân hai lần vượt ngục cách đây hơn một tiếng đồng hồ. Ôi, em trốn kỹ thế các anh cũng tìm được, hay thật, cho đấu thêm ván nữa nhé, rồi về. Không à, vậy thì thôi. Nhưng lần sau, đố anh bắt được em. Nếu để cái máy tính trong phòng giam thì em đâu có phải chạy trốn làm gì. Tại sao phải đâm đầu vào game? Giết một mạng người có sao đâu mà các anh làm căng thế. Trong game một mình em chấp hết đồ sát cả trăm thành trong vòng một nút nhạc. Em thần tượng Rich Devil kém nữa. Em lên mạng coi nó dạy chơi game. Giết em bị ghiền hồi nào em không bỏ ra được. Nhưng số em nghèo, không có tiền chơi game, em phải đi ăn cướp. Giết người.